Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là những chiếc main của Xiaomi Redmi 5 Plus đang chờ thay thế sửa chữa để di động cao cấp.vn. Rất là nhiều khách hàng gọi điện đến di động cao cấp.vn hỏi dịch vụ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên Xiaomi Redmi 5 Plus đang thực hiện để di động cao cấp.vn. Rất là nhiều câu hỏi liên quan dịch vụ thay thế sửa chữa main cho Xiaomi Redmi 5 Plus. Nhân đây di động cao cấp.vn là video ngắn giải đáp một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay thế sửa chữa Xiaomi Redmi 5 Plus đang thực hiện để di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn là đơn vị cung cấp tất cả các linh phụ kiện trên Xiaomi Redmi 5 Plus. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm trên Xiaomi Redmi 5 Plus, quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ nhanh đường dây nóng tư vấn sửa chữa 0911582123. Tất cả các lỗi sự cố liên quan phần cứng phần mềm, riêng đối với phần bảng main của Xiaomi Redmi 5 Plus thì luôn có sẵn chờ thay mới vì các bạn khi cần. Vì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay thế sửa chữa vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ thay mới main cho Xiaomi Redmi 5 Plus, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.